Tái là một kỹ thuật hiện được khuyến khích vận dụng đối với việc trồng một số loại cây trái. Riêng đối với xoài ở vùng cao lãnh này, nhiều nhà vườn đã thực hiện bao trái với loại bao giấy màu trắng khoảng 10 năm nay. Tuy nhiên, 2 năm gần đây thì một số nhà vườn ngoài bao màu trắng còn sử dụng loại bao giấy màu xám, có người còn gọi là bao vàng để bao trái xoài. Trong quá trình thực hiện thì theo đánh giá cảm quan của các nhà vườn thì giữa cái bao màu trắng với cái bao màu xám thì nó tương tự với nhau. Tuy nhiên thì có điều là cái bao màu xám này nó có khác biệt ý nghĩa so với bao màu trắng á, là cái lúc mà cái trái sau khi bao á là nó cho cái màu như thế này, cái trái màu vàng sáng rất là đẹp. Trong khi cái bao màu trắng á thì cái trái sau khi bao thì vẫn cái màu đặc trưng bình thường. Mặc dù loại bao xám cho trái màu vàng sáng rất đẹp, nhưng lại là lạ đối với thói quen và tâm lý người tiêu dùng. Đồng thời xuất hiện những tin đồn làm quan mang đối với cả các nhà vườn áp dụng bao xám. Một cái lý do không kém phần quan trọng nữa thì do cái bao màu xám nó mới quá, và đặc biệt là cái trái mà bao nó có màu vàng rất là đẹp. Cái màu vàng rất đẹp người ta thấy lạ, tại sao cái trái nó chưa chín mà giống như màu đã chín. Do vậy người ta ngại là không biết cái bao này là không biết có tẩm thuốc gì trong bao không, ăn có ảnh hưởng đến sức khỏe không. Do vậy thì người ta rất ngại cái sử dụng. Thì cũng chính vì một phần cái nguyên nhân đó mà ngành nông nghiệp huyện là thực hiện cái đề tài này, là nói chung là bức xúc của xã hội hiện nay. Để giúp cho các nhà vườn và người tiêu dùng xác định, đánh giá chính xác và đề ra giải pháp phù hợp trong thời gian tới, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Cao Lãnh đã phối hợp với Viện Cây ăn quả miền Nam nghiên cứu đề tài đánh giá ảnh hưởng của bao Đài Loan màu trắng và màu xám đến màu sắc vỏ trái và chất lượng bên trong của hai giống xoài Cao Lãnh và xoài Cát Chu Cao Lãnh. Mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc bao trái đến chất lượng, tỷ lệ sâu bệnh và thời gian bảo quản sau thu hoạch của xoài Cao Lãnh và xoài Cát Chu Cao Lãnh. Khuyến cáo cho các nhà vườn trong huyện mở rộng diện tích sản xuất xoài theo hướng an toàn, giúp cho người tiêu dùng an tâm sử dụng sản phẩm xoài từ loại bao xám. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại. Mỗi nhà vườn là tương ứng với 1 lần lặp lại. Bố trí thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 2 nhân tố. Nhân tố thứ nhất, loại bao được sử dụng là bao giấy với 2 màu trắng và màu xám và đối chứng không bao. Nhân tố thứ hai là xoài Cao Lãnh và xoài Cát Chu Cao Lãnh tại 3 điểm vườn khác nhau. Ứng với mỗi nghiệm thức, mẫu xoài thu hoạch về sẽ được chia làm 2 phần. Phần 1 được đánh giá chất lượng ngay trong ngày. Phần thứ hai được đem đi ủ chín để đánh giá chất lượng bên trong của trái xoài. Khi sản phẩm thu hoạch thì toàn bộ sản phẩm đó sẽ chuyển cho Viện Cây ăn quả, cho Viện Cây ăn quả miền Nam để mà đánh giá cái lúc thời điểm trước khi, nghĩa là sau thu hoạch, rồi sau đó để trong điều kiện bình thường xoài nó chín để đánh giá thêm cái mức độ mà sâu bệnh đối với xoài lúc chín để đánh giá thêm. Ngoài ra thì sẽ một số chỉ tiêu như là cái độ ngọt, rồi cái độ đường, rồi một số chỉ tiêu mà ngành chuyên môn muốn tham khảo tiếp. Có một cái điều mà không thể quên được, thiếu được là cái khả năng mà dư lượng cái thuốc bao giờ giật trên xoài. Đấy. Bởi vì nếu mà xoài bao này thì tất nhiên là ổn rồi, tuy nhiên mà cái xoài không bao thì khả năng dư lượng nó sẽ còn trên cái trái. Bởi vì mục tiêu của mô hình mình là ngoài để biết cái bao nào là sao, nhưng mà cũng mục tiêu chính nữa là để nhằm giúp cho các nhà vườn là từng bước thực hiện cái mô hình xoài theo hướng an toàn để đáp ứng cái nhu cầu ngày càng cao của cái người tiêu dùng. Các chỉ tiêu phân tích là màu sắc và chất lượng trái, bao gồm màu sắc vỏ và thịt trái lúc thu mẫu trái và khi chín, trọng lượng trái lúc thu mẫu trái, thành phần sinh quá, độ Pris và axit hữu cơ lúc thu mẫu và khi chín, tỷ lệ sâu bệnh lúc thu mẫu và khi chín. Đây là cái trái xoài mà xoài Cát Chu đã được cái bao khoảng nửa tháng. Thì như các bạn thấy ở đây là nó trong thời gian mặc dù chỉ mới nửa tháng nhưng mà nó có đã hiện tượng cái ẩn linh màu vàng. Thì là do cái màu vàng này, do là cái bao này nó có hai lớp, bên ngoài là màu xám. Bên trong là nó có lớp màu đen nè. Cái bao này nó có tác dụng là nó ngăn tất cả cái ánh sáng xuyên qua, nó chỉ cho cái ánh sáng màu vàng. Do đó thì cái xoài Cao Lãnh hoặc là xoài Cát Chu Lãnh sau khi bao khoảng 2 tháng thì lúc thu hoạch thì nó sẽ cho cái màu vàng đặc trưng, màu vàng sáng rất là đẹp. Kết quả nghiên cứu này có thể nêu vài điểm chính như sau. Đối với xoài Cao Lãnh và Cát Chu Cao Lãnh sử dụng bao giấy màu trắng,
lúc thu hoạch thì vỏ trái vẫn bình thường như đặc trưng của nó. Đồng thời, khi mới thu hoạch thì độ đường của trái thấp hơn trái của bao màu xám. Trái từ bao màu xám lúc mới thu hoạch thì màu vàng sáng và độ đường cao hơn. Tuy nhiên, độ khác biệt độ đường đó không lớn và không có ý nghĩa. Ngược lại, khi để chín tự nhiên trong điều kiện bình thường thì trái xoài bao màu trắng, độ đường lại cao hơn. Thịt khi cắt xuôi đồng đều hơn. Còn xoài từ bao màu xám lúc chín thì độ đường thấp hơn và đồng thời xung quanh trái vòng ngoài màu không đều. Nói cách khác, trái của bao màu trắng với màu xám thì có khác biệt nhau về lúc thu hoạch và lúc chín, nhưng khác biệt đó không lớn, trừ màu sắc vỏ trái. Riêng vấn đề sâu bệnh thì bao màu xám có khả năng ngừa bệnh và sâu cao hơn hay ổn hơn bao màu trắng một ít, tức cũng hạn chế được từ 6 đến 8 lần phun thuốc trên một vườn một vụ. Cả hai đều sẽ góp phần sản xuất theo hướng an toàn, nghĩa là không có dư lượng của thuốc bảo vệ thực vật. Hiện nay cái bao về cái khả năng mà chống chịu sâu bệnh thì bao màu xám nó ổn hơn bao màu trắng, nhưng mà tại nó mắc quá rồi, và đó bà con cũng dần dần chưa có bao nhiêu là vậy. Nhưng mà cuối cùng lại thì hai ông này cũng như nhau, với một, nhưng mà sẽ một mục đích dùng khác nhau. Trong điều kiện Tết Nguyên Đán hay rồi những lễ hội thì bà con sẽ nhu cầu cái trái từ bao màu xám nhiều hơn và bán có xu hướng mắc hơn, từ 2 đến 3 ngàn đồng ký tùy cái loại xoài. Như các loại lộc bán mắc hơn 5-7 ngàn, các chu bán mắc hơn khoảng 2-3 ngàn. Thì như vậy thì nói chung cách nào đó thì sau khi làm đề tài này thì đưa cái bao này vô nhằm đa dạng hóa cái bao, rồi giống như là từng bước giúp cho nhà vườn mình càng ngày càng cái nhân rộng cái mô hình bao trái và sản xuất theo hướng an toàn. Nhìn chung, giá bao giấy loại màu xám hiện có giá cao hơn bao trắng khoảng gấp đôi. Loại bao giấy màu trắng dễ được chấp nhận hơn do giá. Mặt khác, do được sử dụng nhiều năm nên nhà vườn xem như bao chuẩn. Tuy nhiên, theo khuyến nghị của đơn vị nghiên cứu đề tài, các nhà vườn cũng nên chú ý đến loại bao xám để đa dạng hóa sản phẩm, đồng thời góp phần giúp cho các nhà vườn nhân rộng diện tích sản xuất xoài theo hướng an toàn. Hiện nay thì cái vấn đề mà cái số nhà vườn cũng như tỷ lệ bao màu xám nó chưa có nhiều, lý do như thế. Và đồng thời hiện nay cái người tiêu dùng họ mới chấp nhận trên cái sản phẩm là xoài cát chu. Riêng cái xoài cát hòa lọc và một số đối tượng xài mà chất lượng khác á, thì chỉ người ta chưa có giống như là cái chưa có quen, do đó thì các nhà vườn chưa có mạnh dạn đầu tư cái loại bao này là như thế. Thì tuy nhiên thì đưa cái bao này vô là mục đích là để nhằm đa dạng hóa cái loại bao trên địa bàn. Với đặc biệt bao này là bao màu rất đẹp, cái dịp Tết lễ hội sử dụng cái trái từ bao này rất đẹp. Nói chung là đặc biệt cái thị trường Hà Nội thì rất thích cái chuộng cái bao màu xám này. Riêng thành phố Hồ Chí Minh thì còn hơi bỡ ngỡ, nhưng mà đặc biệt thị trường Hà Nội thì rất thích cái bao màu vàng này. Thực hiện kỹ thuật bao trái khi trồng cây ăn trái giúp trái cây không bị côn trùng hoặc sâu. Ngoài ra, với những loại bao chọn lọc ánh sáng, thí dụ như ánh sáng vàng chẳng hạn, nó còn làm vỏ trái cây có màu sắc đậm nhạt, đẹp theo ý muốn, không có các vết rám do sâu bệnh hoặc bị xém nắng, không làm thay đổi chất lượng trái. Bao trái cũng làm giảm quả rụng do bị sâu bệnh, giảm số lần phun thuốc phòng trừ sâu bệnh và tăng năng suất cây trồng. Với những lợi ích nêu trên, việc khuyến khích nhà vườn sử dụng kỹ thuật bao trái trên diện rộng là mục tiêu phấn đấu đến hướng sản xuất an toàn. Đề tài nghiên cứu của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Cao Lãnh đã giúp làm rõ và cởi bỏ một số thắc mắc về việc sử dụng bao trên xoài.